đi định cư nước ngoài có thực sự là một cái cách mà anh chị có thể né tránh được những cái bế tắc ở cuộc sống tại Việt Nam hiện tại hay không? Thì tuần vừa rồi Phượng có nhận được cuộc gọi tư vấn của một anh khách hàng là muốn Phượng tư vấn về cái chương trình hộ chiếu Caribe. Và anh có chia sẻ là cái mục đích chính của anh là anh muốn đến Vương quốc Anh, UK anh chị ha. Thì ban đầu Phượng nghĩ rằng là anh muốn đi du lịch đến Anh hoặc là anh có đối tác làm ăn kinh doanh ở quốc gia này. Do đó là anh muốn đầu tư luôn cái cuốn hộ chiếu Caribe để mà thuận tiện cho cái việc tự do đi lại với Vương quốc Anh mà không cần phải xin visa. Tuy nhiên sau khi mà Phượng hỏi kỹ về cái phần tài chính của anh thì Phượng mới tá hỏa, bởi vì cái tổng tài sản của anh chỉ là một cái nhà duy nhất ở Gò Vấp trị giá tầm khoảng 6-7 tỷ mà thôi. Và anh có nói Phượng là em tư vấn cho anh kỹ lưỡng cẩn thận nha Phượng, bởi vì nếu mà làm cái chương trình này là anh sẽ bán nhà và sẽ đi ở trọ, cả gia đình sẽ đi ở trọ để chờ ngày để có thể đến nước Anh. Thì lúc này Phượng mới hỏi thẳng cái anh khách hàng là anh ơi, có phải cái mục đích chính của mình là mình muốn đem cả gia đình qua bên Anh để mà định cư đi làm việc kiếm tiền đúng không anh? Thì lúc này anh mới chịu thú nhận rằng là anh nghe người ta nói là hộ chiếu Caribe thì có thể đi qua Anh dễ dàng không cần phải xin visa, và cả gia đình anh sẽ qua bên Anh để mà đi làm kiếm tiền và sinh sống ở đây luôn. Và lúc này thì Phượng mới chia sẻ với anh khách hàng rằng là nếu như anh làm như vậy thì anh đã sử dụng hoàn toàn sai cái mục đích của cuốn hộ chiếu Caribe rồi. Bởi vì cuốn hộ chiếu này là chỉ dành cho cái việc mình đến Vương quốc Anh là đi du lịch, đi thăm thân hay đi công tác, chứ hoàn toàn không được định cư sinh sống hay là đi làm việc kiếm tiền anh chị ha. Nếu mà anh chị sử dụng với mục đích như vậy là anh chị đang cư trú bất hợp pháp tại Anh rồi đó. Và có lẽ là anh chị cũng đã nghe rằng là cái chiến dịch Rwanda của chính phủ Anh đã chính thức khởi động rồi đúng không ạ? Và thật sự là bản thân Phượng thì không thể hiểu được rằng là tại sao anh chị lại đánh đổi cái sự tự do hợp pháp ở Việt Nam để mà trốn chạy sang nước Anh mà sinh sống trong cái sự nơm nớp lo sợ. Chỉ một cái tiếng gõ cửa lúc nửa đêm thôi là anh chị cũng đủ giật mình và lo lắng, là bởi vì sợ là cảnh sát ập đến mà bắt đi. Và với chính sách Rwanda của chính phủ Anh thì tất cả những người tị nạn hay là những người nhập cư bất hợp pháp đến Anh thì đều sẽ bị tạm giam và cưỡng chế để đưa đến Rwanda, là một quốc gia nhỏ ở châu Phi mà không biết là có được trục xuất để trở về Việt Nam hay không. Thì đây có phải là tất cả những cái viễn cảnh mà anh chị mong đợi sẽ xảy ra đối với bản thân và gia đình khi mà mình tìm mọi cách để trốn sang nước Anh không ạ? Bản thân Phượng thì không có cái tư cách để mà đánh giá hay là nhận xét những cái người mà họ mong muốn đi đến nước Anh bất hợp pháp. Tuy nhiên Phượng sẽ thẳng thắn từ chối ngay từ đầu nếu như cái lời yêu cầu tư vấn của anh chị là mong Phượng tư vấn cái cách nào đó để có thể đi định cư bất hợp pháp. Và chúng ta hãy cũng đừng làm gia tăng cái số lượng người nhập cư bất hợp pháp ở nước ngoài mà mang hộ chiếu Việt Nam nữa anh chị ơi. Bởi vì chính cái điều này đã khiến cho cái giá trị của cuốn hộ chiếu Việt Nam ngày càng đi xuống và bị đánh giá rất là thấp. Và Phượng luôn chia sẻ rằng là đi định cư nước ngoài là một cái game mà anh chị mình bắt buộc phải chơi đúng luật anh chị nhé.